Chào các em học sinh thân mến, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm Unit 1 trong sách bài tập tiếng Anh lớp 5 nhé. Rồi, cô mời các em chúng ta cùng vào bài. Unit 1. What's your address? Địa chỉ của bạn là gì? A. Pronunciation. Chúng ta cùng vào bài phần phát âm trước nhé. Ở bài số 1, các em sẽ cùng nhau nhấn cho cô cái âm nhấn, sau đó đọc to các từ. Như vậy chúng ta có 4 từ và chúng ta sẽ nhấn là 1. City. Stress on the first syllable. Chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết số 1. City. City. 2. Village. 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 3. Mountain. Mountain. Nhấn âm tiết số 1. Mountain. 4. Tower. Nhấn âm 1. Tower. Okay. Ở bài số 2, các em sẽ cùng nhau hoàn thành các từ chúng ta đã làm ở bài tập số 1. Điền vào cho cô ở bài tập số 2 này nhé. 1. Trung lives in a small. Bạn Trung sống trong một cái gì đó nhỏ. Như vậy, phố Đà Nẵng. Như vậy, chúng ta có từ ngôi làng là village. Số 2. Green is one of the new buildings in Javan province. Cái gì đó, green là một trong những cái tòa nhà cao tầng mới ở tỉnh Trà Vinh. Chúng ta có từ tòa tháp là tower. Tower. 3. Hà Nội is a big in the north. Hà Nội là cái gì đó lớn ở phía bắc. Chúng ta có từ thành phố là city. Số 4. Phan Xipang is the highest in Vietnam. Phan Xipang là một cái đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam. Như vậy chúng ta có từ núi là mountain. Qua bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cô ô chữ. Các em sẽ dựa vào bức tranh số 1, bắt đầu bằng F. Như vậy cô có từ flat là căn hộ, đúng chưa các em? Chúng ta sẽ điền là flat. 2. Cô có từ con đường là road. R-O-D. Road. Số 3, cô có từ cũng con đường nhưng mà dành cho ở thành phố thì chúng ta đọc là street. Như vậy là street. Number 4, cô có từ tower là tòa tháp. Tower. Số 5 cô có từ địa chỉ, đúng chưa các em? Như vậy cô có từ address. Address. Và số 6, cô có từ thị trấn, town. Số 7, cô có từ làng quê là village. Village. Ok. Qua bài tập số 2, các em sẽ cùng nhau hoàn thành các câu sau đây. Sử dụng những cái từ ở trong khung nha các em. Cô có từ village, làng quê. Tower, tòa tháp. Address, địa chỉ. Floor là tầng. Và city, thành phố. Câu số 1, các em thấy đây là số nhà 187B. Như vậy cái này là địa chỉ. Chúng ta sẽ điền từ address. Câu số 2, các em thấy thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là hai thành phố lớn. Như vậy chúng ta có từ thành phố là two big cities. Ở đây cái chữ city, các em nhớ thêm cho cô chữ sờ nhé. Tại vì hai thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy city, các em phải thêm chữ sờ vào. Câu số 3, tôi sống ở cái fourth là tầng thứ 4 đó các em. Như vậy chúng ta có từ tầng là floor. Rồi, number 4, there are two tall cái gì đó in my street. Có cái gì đó, hai cái mà rất là cao ở con đường của mình. Như vậy chúng ta sẽ điền từ là tower, có hai cái tòa tháp cao, đúng chưa? Và các em nhớ là hai là số nhiều, như vậy cái chữ tower, các em nhớ thêm cho cô chữ sờ vào. 5. My grandparents live in a small cái gì đó in the countryside. Như vậy chúng ta sẽ điền từ village, tại vì cái này liên quan tới nông thôn và ông bà thì thường sẽ sống ở miền quê, đúng chưa các em? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần sentence patterns, phần mẫu câu nha các em. Bài 1.
Các em cùng nhau đọc và nối cho cô. Như vậy chúng ta có 4, 5 câu hỏi tương ứng với 5 câu trả lời. Các em dựa vào cho cô nè. What's your address? Như vậy address có nghĩa là nói về địa chỉ. Như vậy trong 5 câu A, B, C, D này thì có câu Y là nói về địa chỉ, đúng chưa? Câu số 2, where là ở đâu? Live là sống. Như vậy một cái nơi nào đó. Chúng ta sẽ nhìn câu C là in Hậu Giang, province. Cô có từ province nghĩa là tỉnh như các em. Câu số 3. Okay, what's your hometown like? Chúng ta có cụm từ what's like, có nghĩa là trông như thế nào. Đó, miêu tả một cái tính từ nơi mà mình ở. Như vậy mình sẽ chọn từ là small and quiet, là nó nhỏ và yên tĩnh. Số 4 là who, có nghĩa là ai, liên quan tới con người, đúng chưa? With là với, bạn sống với ai? My family. B. Câu số 5 bắt đầu bằng to do. Như vậy chúng ta sẽ trả lời yes hoặc là no như các em. Đáp án ở đây sẽ là câu D. Yes, very much. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Các em hỏi Hồng Thành cho cô có đoạn hội thoại sau đây. Đây là bạn Mai và bạn Trung như các em. Bạn Mai hỏi bạn Trung là địa chỉ của bạn ở đâu. Như vậy chúng ta có mẫu câu là what is your address? Trả lời là is nha các em. Is on. Rồi, my grandparents có nghĩa là ông bà. Như vậy là bạn sống cùng với ai, đúng chưa? Chúng ta có từ ai là who. Do you, bạn có thích sống ở Hà Nội hay không? Do you like living in Hà Nội? Yes, very much. Và it's small and quiet là miêu tả thành phố. Như vậy chúng ta dùng từ what is your hometown like? Rồi, tiếp theo trong phần speaking, bài số 1 các em cùng nhau đọc và trả lời cho cô. A. What's your address? Địa chỉ của các em là ở đâu? Như vậy các em sẽ trả lời cho cô là is cộng với địa chỉ nhé. Câu B. Where's your hometown? Cái nơi mà các em sống ở đâu? Như vậy các em sẽ nói là is in. In cộng với lại một cái tỉnh hoặc là thành phố nào đó nhé. Câu C. What's your hometown like? Cái nơi của bạn ở trông như thế nào? Các em có thể sử dụng tính từ là it's small, big, quiet hoặc là crowded để miêu tả về cái nơi mà các em sống nhé. Và bây giờ chúng ta chuyển sang phần reading là phần đọc. Trong phần đọc bài số 1 các em sẽ đọc và hoàn thành cho cô sử dụng những cái từ đã cho. Ok, my name is Linh. Tên của mình là Linh. I chấm 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 from a small and quiet. Chúng ta có cụm từ đến từ đâu đó, chính là từ come from. I come from, mình đến từ. Cái gì đó yên tĩnh và nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ điền từ village, đúng chưa các em? Một cái ngôi làng ở một cái nông thôn gần Campuchia. Bây giờ mình sống cùng với uncle là chú ở An Giang. An Giang là một cái tỉnh ở Việt Nam. Chúng ta có từ tỉnh là province. Province, tỉnh. My new home, nhà mới của mình thì gần cái gì đó của mình. Đây là một cái nơi, đúng chưa? Gần cái gì nào? Đúng rồi, đó chính là gần trường học. And I feel happy living with my uncles. Và mình cảm thấy rất là vui khi được sống cùng với cái gì? Cùng với ai nào? Gia đình của chú, đúng chưa? Uncle. Để chúng ta sẽ điền từ family. My two and I, hai người anh chị em họ. Chúng ta có từ anh chị em họ là cousin. Từ này chúng ta đọc là cousin nha các em. Cousins. And I go to the same. Same có nghĩa là cùng trường. They are very nice. Họ rất là tử tế và tốt bụng với mình. Rồi tiếp theo sang bài số 2. Các em hãy đọc lại câu chuyện và hãy viết lại cho cô bằng những cái câu hỏi, câu trả lời ngắn. Số 1, where does Linh come from? Bạn Linh đến từ đâu? Như vậy chúng ta sẽ nói là Linh comes, có chữ sờ nhé các em. Linh come from, bạn Linh đến từ
À, một cái ngôi làng nhỏ đúng chưa? And come from a small and quiet village. Where is she living now? Hiện tại cô ấy đang sống ở đâu? À, cô ấy sống ở đâu các em? À, câu số 2, hiện tại cô ấy đang sống ở tỉnh Hậu Giang. Như vậy chúng ta sẽ nói là she is living nha các em. In Hậu Giang province. Who does she live with? Cô ấy sống cùng với ai? She lives. Các em nhớ có chữ sờ nhé. With her uncle. Vậy family là gia đình của chú. How does she feel in her new home? Cô ấy cảm thấy như thế nào? She feel happy, đúng chưa? Vui. What are her cousins like? Là anh chị em họ của cô ấy là người như thế nào? Như vậy chúng ta trả lời là they are nice and kind. Tử tế và tốt bụng. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần F là phần writing. Các em sẽ sắp xếp lại cho cô. Câu số 1, is street busy there? Như vậy chúng ta sẽ cho chữ the trước đúng chưa? Con đường thì rất là tấp nập. The street is busy. Câu số 2. Tương tự như vậy chúng ta có the city is big. Câu số 3, tôi sống ở trong một vùng nông thôn. I live in the countryside. Câu số 4. Cái nơi tôi ở là một cái thị trấn lớn, như vậy là my hometown is a big town. Câu số 5, cái nơi bạn ở trong như thế nào? Chúng ta có từ là what is your hometown like? What is your hometown like? Và trong bài số 2, các em hãy cùng nhau viết về bản thân của các em. My name is. Tên của các em là gì? Được chưa? Rồi, ví dụ, I live. Tôi sống ở đâu? Ví dụ, I live in a countryside. Chẳng hạn như vậy. Cùng với ai? Ví dụ như là with my family. Hay là ai đó? Cái nơi tôi ở thì như thế nào? Small hay là big? Được chưa? And quiet hoặc là crowded, tùy các em nhé. I like hoặc là love this. Mình yêu thích cái hometown của mình, đúng chưa? I like hoặc là love my hometown. Because, bởi vì như thế nào? Các em có thể nói là because it is beautiful, bởi vì nó đẹp. Rồi, bài của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong Unit 2. Goodbye.